Đây là một bộ phim 18 cộng do Hồng Kông sản xuất vào năm 2002. Thời đó, những bộ phim mang kịch bản, lồng ghép những cảnh ân ái rất đi đi wo kỳ web khán giả ưa thích và đón nhận. Có thể nói đó là thời kỳ hoàng kim của phim 18 cộng Hồng Kông lúc đó. Mở đầu phim nói về một chiếc tàu đã bị đắm, có ba người đã bị trôi giặt đến một hòn đảo hoang vu. Ở đây, ba người đã phải vật lọn với cuộc sống. Nhân vật chính trong phim là Rex, Amy và Ivy. Cặp đôi Rex và Amy yêu nhau, hứa thể non hẹn biển, nhưng trên hoang đảo thì anh chàng Rex thấy cô Vi ngon cơm, vú to, khuôn mặt đẹp nên đã hiếp dâm cô. Vậy là một lúc anh chàng đã hút được hai em gái xinh đẹp, cả hai em phải phục vụ tình dục cho anh chàng đó trên hoang đảo.